không mang đâu rồi. Dạ. Không mang đâu rồi. Cái tổ này thằng ấy nó ở giáo viên Bắc Hà nó lấy từ băng ngầm lên cho mà. Thế còn ong em mà lấy cái này. Nó đi trước nó nuôi một tổ xong nó đi rồi xong lại bắt đầu lại bắt tổ khác cho đây chứ. Còn đứa hôm nọ lấy được 2 phần 3 là cái bên đấy ăn chưa lấy. Mắc hết vào nhau rồi, cầu thành léo thôi. Không chắc nếu còn được. Tụi này ông cũng ác luôn. Vâng, tụi này ông ác rồi. Hôm lên vặt rau một tí mà nó cũng đã cắn rồi. Nhưng anh làm này là cẩn thận đấy. Tổ này ông nội nó bắt ở dưới bản mế về mà. Cái mật này chắc vừa mới lấy về được mấy ngày hôm nay thôi. Anh còn lấy cái sáp về ngâm gì không? Dạ. Hôm nọ cái mảnh nào không dùng đến em lại buộc lại treo lên và cho nó làm tiếp rồi.
cái mảnh đấy trả mẹ lại cho nó nhỉ? Nó sao cầu. Dạ. Sao cầu. Thế bây giờ buộc lại. Nhỉ? Để em lấy dây nhá, buộc mẹ lại xong rồi trả lại cho nó. Cho nó làm cho nhanh nhỉ? Mũi tướng nó làm đâu? Nó nằm ở chỗ bên nó hơi thòi thòi lên tí không? Ừ. Cái này thì có mũi tướng. Mũi biết mũi tướng nó làm ở đâu không? Nó có một cái mấy cái ấy nó to hơn một tí mà. Dạ.